Đi nhanh lên tụi bay. Ông nội đâu? Tụi bay nghe đây, vô lục lộ dơ dét hết. Trời ơi, cái người ở đâu kia khẩn không? Vô nhà người ta mà làm lung tung vậy nè. Trời ơi. Đúng không? Nè, nếu mấy người không dừng lại á, tôi sẽ kêu lính bắt mấy người vì cái tội cướp đợt nhà người khác nghe chưa? Kêu đi, kêu thử đi, ai xấu mặt cho biết. Ông ơi, ông ơi, ông mau ra đây ông ơi. Đúng rồi, kêu ông Cung ra đây. Ra đây cho tôi đối chất. Ông Cung đâu rồi? Tên rùa rút đầu tên Cung đâu? Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Tụi này không có sợ mấy cậu đâu. Vô nhà người ta tự ý, rồi bây giờ chửi cha tôi nữa là sao? Muốn cái gì? Hả? Anh bình tâm, giận quá mất khôn. Nè, còn mấy anh nữa, tại sao mấy anh có thể ngang nhiên xông vô nhà người khác, vợ hối con đồ hành hung như vậy chứ? Không thể nhận được nữa rồi. Quay đầu khỏi nhà tao. Ê, con ơi, đừng có manh động con. Đừng có manh động con. Cuối cùng thì ông cũng ra rồi sao? Còn mấy chú là ai mà tới nhà tôi mà ăn nói lỗ mạng vậy chứ? Tôi là người của lão đại sai tới. Chắc ông biết lão đại là ai rồi chứ? Giấy nợ này có chữ ký của ông và đã quá kỳ hạn. Trong đó có ghi rõ, nếu quá kỳ hạn 6 tháng, nếu mà không trả cả vốn lẫn lãi, chúng tôi sẽ tới xiết nhà. Chắc ông nhớ điều đó chứ? Nhớ. Vậy thì tôi đâu có ngang nhiên vô cớ xông vô nhà chiếm đoạt như con cái của ông nói, đúng không? Đúng. Tụi bay gom hết. Trời ơi, sao gia đình mình ra nông nổi vậy ông? Trời ơi, không lẽ mình bất lực mình nhìn người ta khiêng hết đồ đạc ra khỏi nhà tới cha? Ông ơi, sao vậy cha? Tại sao mày nói chửi với con nít như vậy hả mày? Tao liều mạng với mày luôn. Ông ơi, sao chết rồi? Anh ơi, ông ơi. Các người đúng là lộng hành, không còn coi trời đất ra gì nữa. Ông già này là ai? Ông có dính líu gì tới gia đình này? Ta là Nguyễn Đình Phương. Ngươi về hỏi ông chủ của ngươi sẽ biết ta đó. Tôi cóc cần hỏi cái gì hết á. Tôi được lệnh đến đây để xiết nợ. Ai mà ngăn cản, tôi không để. Nợ thì phải trả, nhưng xông vào nhà hành hung ức hiếp đàn bà con nít thì đâu đáng mặt là một nam nhân. Có hay ho gì cái chuyện ăn hiếp con nít mà còn đứng đó lớn tiếng? Ông già, chuyện này không dính líu tới ông đâu. Ông tránh ra đi. Ông đừng có đứng ở đây mà lên giọng dạy đời này nọ. Món nợ con Cung ta sẽ trả. Ngươi hãy về nói lại với ông chủ của ngươi. Một lát ta sẽ qua đó để tính toán nợ nần và trả dứt một lần cho xong. Nếu ông chủ của ngươi không đồng ý thì cứ quay lại đây tính sổ với ta. Ta sẽ đứng đợi ở đây. Ê, ta nghe nói ông Nguyễn Đình Phương này giàu có và có tiếng là hào hiệp trự nghĩa. Ai khó khăn trong làng này, ổng đều giúp đỡ, nên ổng được cả làng để trọng. Hay mình về mình nói với lão đại tiếng để lão đại quyết định nha. Ông Cung là tri kỷ của ta, bạn bè gặp nạn ta không thể đứng nhìn. Số nợ của ông Cung ta sẽ trả thay. Xưa nay lời ta nói như đinh đóng cột, ngươi còn gì khuất tất sao? Được, ta tạm tin ông. Ta sẽ về hỏi lại ông chủ. Nhưng nếu ông cố tình ngăn cản hay giở trò, ta sẽ hỏi tội ông đó. Đi tụi bay. Nè, con ngựa gỗ này là của con, không ai được quyền lấy hết. Cảm ơn bác Phương. Nếu không có bác á, không biết tụi nó lộng hành tới mức độ nào nữa. Thật là khủng khiếp. Sao gia đình tôi lâm vào cảnh bi đát như thế này hả trời? Chị Cung và các cháu, chắc là mọi người cũng đã mệt mỏi sau những việc xảy ra. Thôi thì hãy lui vào trong, lo cơm nước rồi nghỉ ngơi. Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi mà. Bà cứ cầm số tiền này về để lo cho ông nhà, chiều quẩn của sư qua thăm. Dạ đội hơn không?
tôi sẽ về hốt hối cho ông nhà tôi. May quá, nếu mà không có ông, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Đội ơn ông nhiều, ông là ân nhân lớn nhất của gia đình tôi. Thôi được rồi, bà cứ đi sớm đi, để còn lo thuốc thang cho ông nhà nữa. Dạ, đi, cảm ơn ông. Chào ông. Chào bà. Bác Phương, cha con đang hấp hối, cha sai con qua đây mời bác đến gấp. Kiểu gì? Tôi mời anh đến đây là muốn gửi gắm trước khi tôi ra đi. Tôi tính về cái ngôi nhà này của tôi đó, coi như gán món nợ. Tôi cũng sai tụi nhỏ viết sẵn cái văn khế đây. Bà ơi, bà hãy khuyên dạy, nhắc nhở con cái nha. Luôn là nhớ cái ơn của ông Hương nha bà. Anh đừng nói nữa, hãy nằm thịnh dưỡng đi anh. Anh Hương, anh hứa là tôi sắp lo lắng cho gia đạo của tôi. Anh hứa đi, anh hứa thì tôi vui lòng nhắm mắt. Hứa đi anh hứa đi. Được rồi anh, tôi xin hứa. Bây giờ thì tôi chết mới yên lòng. Đa tạ bạn hiền, tôi xin kết cỏ ngậm dành ở kiếp sau. Cha ơi, cha. Má mệt không má? Em còn lấy nước coi cho má uống sao được. Má có gì không má? Má bình tĩnh, má nghe con nói nè. Bác Phương có đưa tiền cho gia đình mình không má? Chẳng lẽ má đích thân tới mà bác ấy không cho mượn tiền sao? Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Sao má không nói gì hết vậy má? Chắc là nắng nóng cho nên là má mới bị say người vậy rồi. Ông ơi, người mà ông cho là thân giao bằng hữu bây giờ chỉ thực là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ông chết rồi,
ông đâu có biết nỗi khổ của mẹ con tôi. Đi mượn tiền người ta, mượn người ta khinh khi rẻ rúng. Không có buồn nữa. Bác Phương cũng kỳ thiệt. Lúc trước cha chết á, bác Phương hứa hẹn đủ điều, sẽ lo cho gia đình mình không thiếu một xu nào á. Mà bây giờ nhìn kìa, có người mà lại trở mặt như vậy đó. Vậy mà cha bắt tụi mình phải một tiếng ân nhân, hai tiếng là cha. Gia đình mình đã làm người rồi. Con người thật là ghê sợ mà. Mau thay lòng đổi dạ tới không ngờ luôn. Anh, gia đình mình mấy miệng ăn, rồi sắp tới biết sống làm sao đây. Ông ơi là ông có linh thiêng về đây ông phù hộ mẹ con tôi để qua khỏi cơn ngặt nghèo túng thiếu. Chị Trần có nhà không vậy? À, có đông đủ mọi người ở đây thì hay quá. Hôm nay tôi đưa người tới đây để xem nhà. Xem nhà? Dạo này làm ăn cũng hơi thất bát, cũng hơi túng quẫn. Tôi muốn bán căn nhà để trang trải nợ nần. Bác Phương, bác không được phép bán căn nhà này. Sao lại không? Tôi có khế ước của cha cậu để lại mà. Căn nhà này là của tôi, tôi có quyền bán nó khi tôi cần. Khi cha tôi chết, cũng đã nhắn nhủ gửi gắm, giờ bác cũng đã đồng ý cho chúng tôi tá túc tại đây mà. Thì lấy đâu ra để lo cho các người? Bác thật là như vậy chẳng khác nào là nói hai lời. Bác làm sao nói chuyện với cha tôi đây? Tôi, con được khổ với bác Phương. Bác đã giúp cha con và gia đình mình rồi. Chắc hôm nay bác ấy cũng có nỗi khổ nên mới làm như vậy. Nhưng bác nói đi, bây giờ bác bán căn nhà này, rồi mẹ và tôi ở đâu? Lấy cái gì để sống? Chuyện đó sao con lại hỏi bác? Bắt đầu thể là người cứ bố thí khơi khơi như vậy hoài được. Mấy miệng ăn suốt ngày cứ trông cậy vào tôi, làm sao tôi có thể gánh gồng nổi. Bây giờ vậy, tôi sẽ bố thí cho các người một lần cuối, để mấy người ra ngoài thuê nhà rồi tìm cách xin ngay khác. Chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên. Biết là lui tới sẽ làm phiền bác, nhưng mà nhớ những lời bác hứa nhà tôi trước khi ông ấy mất, nên một hai mới cậy dừa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa năm xưa chỉ ngắn ngủi thế thôi ư? Vậy mấy người tính nằm dạ bắt đền tôi hay sao? Có tài, có chân, tại sao không biết đi làm ăn hả? Sao lại bám vào tôi, giờ lại quay ra oán trách tôi chứ? Thôi được rồi, bây giờ tôi cho thêm chút đỉnh. Tháng sau dọn khỏi nhà cho tôi nhờ. Mẹ,
Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy mẹ? Đừng làm tôi con sợ mà! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Ai giống bà Cung vậy kìa? Ôi, gia đình của bác Cung đây mà. Ủa sao dọn về đây ở? Tôi nghe nói ông Phương cũng đuổi mọi người đi, ông lấy nhà lại rồi đúng không? Thôi, chú đừng có hỏi nữa. Tụi tôi sống khổ lắm rồi. Thôi, ở đời mà ngựa chết đó thì xuống đi bộ, lên voi xuống chó mới hồi. Nhưng mà con tức lòng người thay đen đổi trắng, ăn nói hai lời. Ơi, thấm lắm thì phai nhiều. Coi như sự đời thì nó vậy đó cháu ơi. Thôi bây giờ đứng đây mình quán trách á, thôi thà là nghỉ đi, kiếm cái việc gì cho gia đình mình từ đây về sau lại phải sống sao đây. Chú tính đi. Bây giờ á, một cách một chữ cũng không có. Sống khổ sở như thế này, biết làm cái gì để mà kiếm ăn đây. Bác có biết dệt sồi không? Tôi nghĩ á, bây giờ á, gia đình phải nuôi tầm dệt lụa để kiếm sống qua ngày đi. Nhưng mà vốn liếng ở đâu mà để mà mua khung. Với lại bây giờ sống mới kiếm gì ăn để mà chờ tới khi có sồi để mà đem ra ngoài chợ mà bán đây. Tôi á, thì không có giàu có gì. Thấy tình cảnh của bà thì cũng đáng thương. Đó. Nhưng mà ở đời đó mà mình giờ giả người ta hoài đâu có phải là cách. Mình phải có nắm trong tay một cái nghề, cũng như biết chèo chống mới vượt qua được sóng gió. Đó. Nhà tôi thì làm nghề dệt ba đời rồi. Nếu bây giờ gia đình mà chịu làm á, là tôi truyền nghề lại cho. Đó. Rồi vốn liếng ban đầu đó, khởi sự đó, tôi giúp cho sau này khá giả đó, rồi hoàn lại tôi cũng được. Thank you.
Chúng ta đã về được căn nhà cũ của mình rồi kìa mẹ. Vậy là cuối cùng mình cũng có đủ tiền để chuộc lại nhà cửa rồi ruộng vườn đúng không mẹ? Mẹ mừng lắm con ơi. Chúc mừng chị và các cháu đã quay về. Nơi đây không quân nghe ông, xin ông lui cho. Đừng làm cho gia đình tôi mất vui trong ngày quan nghỉ này. Tôi đến để chúc mừng. Mới đó mà đã 7 năm trời. Nhanh quá, đúng không? Chắc ông cũng tưởng là gia đình tôi á chết bờ chết bụi sau cái ngày bị đuổi ra khỏi nhà, có phải không? Chưa thấy ai mặt dày như ông hôm nay đến đây chúc những lời giả nhân giả nghĩa. Thôi đi mẹ, đừng nên phí sức với hạng người này chi cho mệt. Chắc là thấy mình khá giả rồi nên muốn đến đây kể ơn kể nghĩa để mà xin xỏ chứ gì. Thật là không biết liêm sỉ. Mời ông đi cho. Khoan, bác Phương, tôi có món quà này muốn biếu cho bác. Số bạc này tụi tôi cất rất là lâu, tụi tôi không có dám đụng tới. Hôm nay á, tôi xin mạn phép được lại trả cho bác. Tôi cảm ơn những đồng tiền bố thí của ông và gia đình tôi được như ngày hôm nay. Tôi vui vì tôi đã giữ đúng lời hứa với người bạn cố tri. Sau này nếu tôi có xuống dưới suối vàng thì tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn khi gặp lại anh Cung. Ông không được nhắc đến cha của tôi. Hạng người như ông thì đừng bao giờ thốt ra những lời nhân nghĩa hứa hẹn. Trung, con không được nóng. Ông Phương, tôi tha thiết mong ông đừng có đến đây làm phiền gia đình tôi nữa. Tôi sợ tụi nhỏ nó không kềm lòng được rồi xúc phạm những lời lẽ vô phép với người lớn. Kìa bác, bác níu kéo ông ta lại làm gì? Cứ để cho ông ta đi đi. Ông Phương à, tôi nghĩ đến nước này rồi, ông nên nói sự thật đi. Chuyện gì vậy bác? Sự thật gì? Có dính líu gì với ông ta? Thật ra ông Phương không phải là người ăn nói hai lời, không phải là người đổi trắng thành đen. Ông ta luôn đau đáu trong lòng những gì hứa hẹn với người bạn của mình đã khuất. Nhưng mà giúp như thế nào để trọn tình với người chết rồi vẹn nghĩa với người sống mới tốt cả đôi đường. Cuối cùng á, ông Phương mới dùng kế mọn biến mình thành kẻ bạc tình bạc nghĩa để khích lên sự căm hờn cho mọi người tỉnh ngộ mà tiến thân. Một mặt á thì dồn mọi người vào đường cùng, mặt khác á thì nhờ tôi làm sứ giả để nâng đỡ từ lúc ban đầu khởi nghiệp. Mà đúng như ông Phương dự tính, mọi người đã cùng vượt qua sóng gió để làm lại được từ đầu. Ông Phương muốn mọi người ai cũng có một cái nghề để tự lực cánh sinh, để trân trọng những gì làm ra từ sức lao động của bản thân. Mọi người đã làm được điều phi thường, đã chuộc lại nhà cửa, ruộng vườn. Tất cả là do ông Phương nghĩ kế và đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ suốt 7 năm qua.
Bác nói sao? Bác đang đùa với chúng tôi đó hả? Tôi đâu có đùa cợt số phận gia đình của các người làm chi. Theo như lời của ông nói, vì ông Phương đây là mãi mãi là ân nhân của gia đình cháu. Ông ta trước sau như một, luôn giữ lời hứa với người bạn cố tri. Bác Phương, có phải những gì bác ấy nói là sự thật không? Có phải tụi con không biết thì làm sao bác có thể trách được? Thưa chị, thật tình trong chuyện này tôi cũng thấy mình có lỗi, vì muốn các cháu hiểu và trân trọng sức lao động nên tôi đành phải dùng cách này để thay anh Cung dạy dỗ cho các cháu. Cực thân cho chị trong suốt 7 năm qua, nhưng nhìn thấy kết quả ngày hôm nay, tôi thấy mình đã không phí công. Tôi mừng lắm chị ạ. Anh Phương, anh làm tôi rất là xấu hổ trong thời gian qua. Xin chị được nói vậy. Ông ơi, ông có linh thiêng về đây chứng giám. Các con nay đã trưởng thành và nên người. Mỗi đứa đều có một cái nghề, lấy sức lao động của mình làm ra tiền bạc để mà nuôi sống. Tụi con phải tạc dạ ghi lòng công ơn của bác Phương đây. Có công để mà lo cho gia đình chúng ta. Bác Phương, con cảm ơn bác Phương đã dạy cho con một bài học nhớ đời. Tụi con hứa sẽ cố gắng không phụ lòng bác mong mỏi. Rồi sau này, con sẽ dạy cho con của con nó hiểu được điều quý giá nhất trên cuộc đời này. Nó không phải là của cải vật chất, mà nó chính là sức lao động của chính mình làm ra. Và mình biết gìn giữ và trân trọng một tình bạn đẹp. Tôi là người của lão đại sai tới. Chắc ông biết lão đại là ai rồi chứ. Các người đúng là lộng hành, không còn coi trời đất ra gì nữa. Ông già này là ai? Ông có dính líu gì tới gia đình này? Bác Phương cũng kỳ thiệt. Lúc trước cha chết á, bác Phương hứa hẹn đủ điều, sẽ lo cho gia đình mình không thiếu một xu nào á. Mà bây giờ nhìn kìa, có người mà lại trở mặt như vậy đó. Vậy mà cha bắt tụi mình phải một tiếng ân nhân, hai tiếng là cha. Gia đình mình đã làm người rồi. Anh, gia đình mình mấy miệng ăn, rồi sắp tới biết sống làm sao đây? Bây giờ vậy, tôi sẽ bố thí cho các người một lần cuối, để mấy người ra ngoài về nhà rồi tìm cách sinh nhai khác. Hôm nay á, tôi xin mạng phép được lại trả cho bác. Tôi cảm ơn những đồng tiền bố thí của ông và gia đình tôi được như ngày hôm nay. Ông Phương à, tôi nghĩ đến nước này rồi, ông nên nói sự thật đi. Chuyện gì vậy bác? Sự thật gì? Có dính líu gì với ông ta? Mày ăn đi.
nhìn nè. Mày cũng bằng tao à. Thấy không? Thằng con bé nữa. Cái gì? Ai? Ê, quăng cá đi tụi bay. Thôi, chết tao đi chỗ vui. Ê, anh này được nè. Các bạn chơi gì vậy? Mình tao chơi coi. Nè anh. Mày chơi hơn tao không? Thì tao mới chơi. Thì thì. Ừ. Giờ nào thua bị bốn mũi. Chơi, chơi luôn. Chơi, chơi. Chắc mày chơi trước đó. Để tao. Mày thua, đưa luôn mũi đây. Mày thảo mày, mày thảo mày. Mày đâu phải không? Để tao. Thấy gì chưa con? Mày xạo mày, đưa luôn mũi đây. Mày xạo mày, mày xạo mày. Dạy. Chị vô chơi chút đi. Chơi gì? Phường trộm cắp này mà chơi gì? Mày ở nhà, mày chơi món mày giống nó đó. Đi về. Đi về Ma Lâm. Mày chơi với nó ghét đó hả? Mày ăn cắp giống nó luôn á. Mà táo tợn kìa chứ. Mới một đêm về mày dám vô nhà người ta lấy đồ như vậy nè. Chồng đi vắng á, mà trong nhà ban đêm có thằng ông vậy á. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Tại sao ta lại không tin lời nàng chứ? Nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại với ta đi. Tại sao, tại sao nàng lại làm như vậy? Không, nàng là một người vợ chung thủy. Chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn thôi. Nàng tỉnh lại với ta đi mà. Nàng tỉnh lại với ta đi. Nàng đừng bỏ ta mà nàng. Nàng đừng bỏ ta mà. Chứng minh lòng trung thủy của mình, cô ta đã lấy cái chết để làm tin đó. Thôi mấy bà ơi, các bà đừng nhiều chuyện quá. Đêm qua nhà người ta có trộm mà. Ai mà biết được. Nhiều khi chồng đi vắng hả? Ở nhà tần tiểu với người tình, rồi chồng về chồng bắt gặp chứ có gì đâu. Ah!
Mẹ ăn miếng cháo nha mẹ. Gạo đâu con có nấu cháo cho mẹ vậy? Mấy ngày nay làm gì nhà mình mà còn có gạo? Hay là con lại ăn cắp ăn trộm đầu trên xóm dưới nữa phải không? Dạ không phải đâu mẹ. Con mượn gạo ở hàng xóm mẹ. Để ngày mai con gánh củi ra chợ bán, con lấy tiền để trả cho người ta. Mẹ đừng lo nha mẹ. Nhà mình mà đi mượn còn có người cho nữa hả con? Nhục quá con ơi. Mẹ. Mẹ. Mẹ còn ho nhiều quá. Thôi để ngày mai con tới Thầy Lan con lấy thuốc khác cho mẹ nha mẹ. Gạo mà không có ăn thì tiền đâu mà mua thuốc uống hả con? Con vẫn còn gánh củi ra chợ bán được mà mẹ. Bây giờ người ta cần củi nhiều lắm. Mẹ đừng lo nha. Thôi để con lấy một ít than củi để dưới giường cho mẹ sưởi ấm. Nhà mình không phải tự nhiên mà lâm vào cái cảnh này đâu con. Ông nội con thời trước là nổi tiếng là trộm cắp. Có đêm ông mang về cả trăm, cả ngàn vàng. Mà cuối cùng không có làm gì được đâu, có giữ được đâu. Rồi đến đời cha của con, có lẽ ảnh hưởng từ cái máu ăn trộm ăn cắp mạnh quá của ông nội để lại, cho nên cuối cùng ông cũng chẳng làm được chuyện gì. Rồi giờ tới con, mẹ không muốn con mang tiếng là ăn cắp ăn trộm nữa. Dù làm gì thì cũng phải cố gắng sống lương thiện để mọi người còn kính trọng mình với con. Mẹ thương con, cho nên bao giờ cũng muốn con sống là người tốt. Đời cha mặn đời con khác nữa. Cố gắng lên nha con nha. Mẹ nghèo quá, mẹ không có tiền để cưới vợ cho con. Cao lớn nhông nhỏng như vậy nè, chứ có còn nhỏ hết gì đâu. Mẹ xấu hổ quá con. Hoài vậy? Mày muốn gì? Dạ em chỉ muốn mượn gạo chị thôi. Chị giúp giùm em, mà em đang bệnh. Ngày mai em sẽ gánh củi qua cho chị nha chị. Chị giúp giùm em. Gạo của tao không có dư. Mày đi chỗ khác cho tao đi. Rồi cái thằng trộm cướp mà ám tao hoài à. Mày đừng có nói cái ra vẻ là thương hại mày nha. Mày đi liền không? Mày không đi tao lấy chỗ trà tao quất mày giờ. Đi. Mày đi không? Vô. Đồ cái thứ gì đâu á, đồ trộm đưa cướp mà có lại để ám ra ngoài không để người ta bán buôn gì hết á. Cho ly rượu nữa bà chủ ơi. Rồi rồi có liền. Chứ biết làm sao giờ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ nha. Giờ này mình chưa về, không biết tụi nó lấy gì ăn nữa. Để khi có cây cầu bắc qua sông cho bà con đỡ cực khổ. Bà nhắc tôi mới nhớ đó nha. Đó là muôn vàng phúc đức của mọi người dân ở đây chờ mong đó. Nhưng mà ngày xưa đó, cũng có người đã đến đây bắt cầu rồi mà làm đâu có nổi. Con sông này nó rộng lớn quá như vậy hả?
người ta đành phải bỏ dở dang. Thôi, mình phải tập trong sống chung với lũ này bà ơi. Tai nạn thôi. Nàng tỉnh lại với ta đi mà. Nàng tỉnh lại với ta đi. Nàng đừng bỏ ta mà nè. Nàng đừng bỏ ta mà. Mẹ không muốn con mang tiếng là ăn cắp ăn trộm nữa. Dù làm gì thì cũng phải cố gắng sống lương thiện để mọi người còn kính trọng mình nha con. Mẹ thương con, cho nên bao giờ cũng muốn con sống làm người tốt. Đời cha mặn, đời con khát nước. Cố gắng lên nha con. Ông bệnh rồi, ông đâu lấy đồ đâu. Hết rồi. Vậy sao đem cơm qua cho ba con đi. Thôi con ở đây đợi má nha. Má đi kiếm người chèo đò nha. Dạ. Nhớ đừng đi đâu nghe. Dạ. Ê Tý, tôi chơi được tao mày? Mày đi chơi. Tao phải đem bánh cho ba tao nữa. Vậy mày đi qua bệnh bằng cái gì? Tao lội qua. Mày điên hả? Thấy nước sâu không? Đang lớn cái mồ luôn, đang chảy xiết nữa. Tao bây giờ ở đó, yên tâm đi. Thôi, hay là bây giờ mày đợi mẹ mày xíu đi. Mẹ mày đang kiếm người á. Đi đò đi qua mày á. Đợi tới chừng nào nữa? Từ từ, từ mẹ mày cũng qua à. Đợi xíu đi. Thôi, tao bơi qua chỗ lẹ. Thôi, mày làm đi. Tao chơi nó. Chơi tiếp. Đợi đúng không? Mày kìa. Đừng hối hận á. Lẹ đi. Tao nè. Ủa con Tý không mày? Tý đâu, nó đâu? Nó ngoài mày nhìn lại đi. Tý nó có cái tay đó hả? Tý! Tý! Tý ơi! Tý ơi! Tý! Tý con ơi! Con Tý nó chết đuôi rồi. Cái tay đó. Nó đi kìa. Nó đi kìa. Nó đi kìa. Cô ơi.
Thôi chị cũng đừng buồn nữa. Phải chi ở đây mà có cái cầu bắc qua sông á thì thằng Tý nó đâu có chết đâu. Giữa đường tại sao lại có tượng Phật lấm lem nằm lăn lóc như vậy? Xin Đức Phật, bắt đầu từ hôm nay con quyết tâm sửa sai. Xin Đức Phật hãy cho con sức mạnh để con làm những việc tốt để chuộc lại những lỗi lầm trước đây. Con có ý này muốn thưa với mẹ. Chuyện gì? Con cứ nói đi, mẹ nghe nè. Dạ, dân làng mình bấy lâu nay cực khổ quá nhiều, mà con thì lại làm những điều có tội. Con muốn bắt cây cầu để giúp đỡ mọi người qua sông. Ý mẹ thấy sao mẹ? Con có ý giúp đỡ cho dân làng, mẹ mừng lắm. Thì con cứ đi đi, mẹ sẽ ở nhà cầu nguyện cho con làm tốt được công việc cho dân làng. Con không có ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ nhớ thường xuyên thuốc thang nha mẹ, để con yên tâm bắt cầu. Không sao đâu, con yên tâm đi. Mẹ biết tự lo cho mình mà. Dạ thưa mẹ, con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình nha con. Dạ. Ông ơi,
con mình nó có ý giúp đỡ cho mọi người. Tôi vừa mừng mà vừa lo sợ. Lòng sông thì rộng mà không biết sức con người sẽ được tới bao nhiêu. Ông ở trển có thấu lời tôi nói, ông hãy phù hộ cho con mình làm tốt được công việc nha ông. Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu? Có phải ông là người cứu tôi hay không? Đúng vậy, ta chính là người đã cứu ngươi đây. Thưa ông, nếu đúng ông là người cứu con xin tạ ơn ông. Ông à,
con đang bắt chiếc cầu dở dang ở chỗ con đang ở để cho những người dân qua lại dễ dàng lúc nắng mưa. Xin ông hãy chỉ cho con đường về để con làm tiếp chiếc cầu đi ông. Con tạ ơn ông. Thôi được, ta đã biết chuyện đó rồi, ta sẽ giúp con. Con cảm ơn ông. Con xin lại ông một lại để trả ơn ông. Con tạ ơn ông. Con tạ ơn ông. Con xin tạ ơn ông. Con tạ ơn ông. Nè mình, kỳ này tôi lên kinh thành á, chắc lâu lắm tôi mới về. Vợ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em biết rồi, mình đi về nhanh với em nha, chứ đi lâu em ở nhà một mình em cũng sợ lắm. Tôi biết rồi, tôi cũng đâu muốn đi xa ai đâu, nhưng mà tại vì nhà mình cứ thiếu trước hụt sau hoài, mắc nợ người này người kia. Thôi tôi đi làm ăn mà, đừng có lo nha. Mình giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi nha, thôi vô đi, đứng đây tôi không đi được đó. Về sớm với em nha. Đợi tôi nha mình. Bảy. Dạ. Bảy đi đâu đây? Dạ chào ông xã. Nè 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 nè, Bảy làm ơn Bảy nói cho nó tròn dành rõ chữ giùm tôi cái ông xã trưởng. Bảy đừng kêu tôi là ông xã, mất công bà con cô bác người ta tưởng tôi là chồng của bà là chết luôn á. Giọng tưởng quá à. Chẳng qua tôi kêu ông xã trưởng á, tôi mới kêu ông xã dài chưa kịp chữ trưởng nhảy vô. Trời đất ơi, làm gì đẹp trai mà. Trời đất ơi, đi đâu đứng trước lãng vảng trước nhà người ta đây. À, ta nói đi tuần. đi tuần. Đi tuần, cái quán của tôi kìa, phức tạp, tại sao không đi tuần giùm cái đi. Nói chung là đi tuần chỗ nào cũng tuần hết.
Bây giờ đi tuần nè. Đi tuần đi. Đi nha. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái số 7 người ta hên mà dám là xui. Bày đặt nó đi tuần. Xạo. Lén phén vợ người ta thì có. Coi chừng đó. Chồng đi xa thì giữ lấy cái thân đi. Sao? Đâu ai như tôi đâu. Vừa đẹp vừa thanh xuân. Mà đàng hoàng nữa. Vô đi, còn đứng đó mà hù nữa. Chờ lâu không? Đợi hồi nãy giận chết. Ta nói hồi sáng muốn vô đây lắm. Đang rình rình gần gần muốn chui vô rồi. Ta nói con mẹ bảy, tự nhiên bắt gặp quả tang luôn. Năm nào phải trớ qua chuyện khác. Sáng giờ rình mò muốn vô đây muốn chết luôn kìa. Chết rồi. Nếu như mà bà Bảy, bà nghi ngờ, bà biết chuyện. Hả? Vậy là cả làng này đều biết sao? Chắc vậy quá. Thôi để về cho chắc ăn nha. Dù gì? Tới rồi mà về hả? Tôi giỡn thôi, tôi biết mà. Chờ chút nha. Bảy ơi! Bảy! Cái thằng con hồn nào kêu tao hoài bảy. Cái gì? Bảy! Ba về nè Bảy! 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 Thôi rồi! Ba về rồi Bảy ơi! Ba về rồi Bảy ơi! Đứng! Con còn nguyên vẹn không? Nguyên vẹn! Trời ơi! Ba ơi! Ba có biết là Bảy nhớ ba không? Ba cũng nhớ! Ủa, không có nhớ! Chỉ nhớ... Thôi đói bụng quá! Cho hai bánh uống đi! Trời ơi! Rồi Bảy biết con! Sao? Lên kinh buôn bán hả? Thèm bánh uống Bảy muốn chết gì luôn vậy? Nói cho rõ ràng! Ừ. Thèm bánh ú của Bảy bán. Thèm bánh ú Bảy bán hết luôn vậy đó. Vô xích vô. Tâm sự có nè. Rồi. Chuyện này sao? Làm vui được nhiều. Trời, thôi cái chuyện đó không dám nói đây đâu. Nói mình Bảy biết thôi. Được Bảy ơi. Vui được nhiêu đây không? Nhiêu đây. Nhiêu đây. Nhiêu đây. Bảy. 20 lượng. Được không? 30. Làm sao? Trời ơi! Nói nhỏ thôi nha. Hả? 120 lượng? Trời ơi bà, mới bà mà Bảy ơi. Bà định cho Sơn Tặc giết tôi hay gì vậy? Mình, tôi hỏi thiệt nè. Tôi lên tỉnh thành làm ăn 3 tháng trời. Mình có nhớ tôi không? Hỏi gì hay dữ vậy? Vợ nào mà không nhớ chồng? Bởi vậy, miệng đời thật là ghê gớm. Ê, nhiều khi người ta thấy mình hạnh phúc với nhau nè. Với lại tôi đi làm ăn xa. Rồi mình ở nhà có mình ên nè. Rồi bây giờ tôi có tiền, có bạc. Nên là người ta nói á, không có tốt về gia đình của mình. Người ta nói gì tôi hả mình? Thì người ta nói mình tiền bạc mình làm bằng mồ hôi nước mắt rất là cực khổ, cất ở trong người, không có đưa ai giữ hết. Thì ba đưa cho vợ ba cất. Ba nghe lời Bảy không? Không có được mang về. Sao vậy? Ba tin tưởng vợ ba lắm hả? Vợ ba không còn như xưa nữa đâu hả? Không có tin tưởng nữa. Sao vậy Bảy? Bộ vợ ba ở nhà đánh bạc hay gì vậy Bảy? Không có. Anh coi như chưa nói đi ha. Bảy. Nói làm sao mình? Thôi bỏ chuyện nó qua một bên đi. Không có gì đâu. Tôi lúc nào cũng tôi tin tưởng mình tuyệt đối hết á. Mà nè. Tôi hỏi thiệt á, trả lời tôi thiệt nha. Tôi đi làm 3 tháng trời. Ở nhà của mình á có gì lạ không? Không có. Đó, mình nhìn thấy đó. Nhà mình hồi nào giờ đâu nó cũng vào đó hết trơn à. Ý tôi không phải nó là nhà của mình. Nhưng mà mình á, có gì lạ không? Tôi á hả? Ừ. Có gì đâu.
tôi vẫn vậy mà. Vậy mà cái bà Bảy thì bà nói kìa. Bà Bảy nói gì mình? À, thôi không có gì đâu. À, em đừng quan tâm tới Bảy nha. Nè, chuyến này đi làm ăn á, lời lỗ làm sao mà tôi không nghe mình kể gì ráo. Vợ nói thì tôi cũng không có dám giấu. Kỳ này mình buôn bán hả? Mình lời tới 120 lạng bạc lận. 120 lạng bạc? Nói nhỏ thôi. Bộ định cho người ta ăn cướp hết à? Trời ơi, vậy là vợ chồng mình giàu rồi hả? Sao tôi mừng quá, tôi thích quá. Rồi rồi rồi, mình đâu đâu bạc đâu, mình có đem gì cho tôi không? Thì lúc hồi sáng tôi mới về đầu làng thôi. À, là bà con của bác nói nhà của mình không có tốt. À, rồi tùm lum la, nói chung là miễn đợi mà. Nói ở nhà vợ xảy ra chuyện này chuyện kia nên tôi lấy số bạc á, tôi giấu ở gốc đa đầu làng rồi. Gốc đa linh thiêng nhất đó. Rồi tôi có khấn giái thần đa nữa, nên là mình yên tâm đi, không sao đâu. Có gì ngày mai mình ra mình lấy. Trời ơi, sao mà mình nhẹ dạ cả tin người ta quá vậy? Tôi đây là vợ mình, sao mình không tin tôi? Thôi chết rồi, nếu mà mình giấu ở cái ngoài cái gốc đa đó, chết, lỡ có khi nào đi ra đó không còn bạc nữa không? Nếu mất rồi thì sao? Hả mình? Sao có chuyện đó được? Trước khi tôi giấu á, tôi có giái thần đa nè, với lại tôi bỏ ngay cái gốc cây á, ở vòng trong hốc ngay cái chảng ba á, phải thò tay vô mới lấy được. Mà lúc tôi giấu bạc á, là tôi nhìn trước nhìn sau rồi, không có ai biết hết á. Thôi thì mình đã nói như vậy rồi thì tôi biết nói gì nữa bây giờ. Thôi cũng khuya rồi, mình ngủ một giấc đi, rồi sáng sớm mai dắt tôi ra ngoài lấy bạc về liền nha. Thôi cũng 3 tháng mấy rồi, tôi đi xa, thôi mình ngủ sớm nha mình. Trời, đây nè vợ ơi, vợ lại đâu mà ai không thấy tới. Đây nè ngay cái cây đa ở của làng mình, cây này là cây linh thiêng. Dạ dạ, con cảm ơn thần đa, cảm ơn thần đa đã cho con giữ số bạc ở đây. Cảm ơn thần đa giữ số bạc con. Đợi anh xíu nha. Có chưa chồng? Ủa sao kỳ vậy? Có chưa anh? Trời, ủa sao kỳ vậy? Ở đâu anh để? Ủa, ở đâu anh cất ở đây nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở đây này làm sao? Chết rồi. Ủa ở đâu vậy anh? Anh đang đi tìm nè. Trời ơi, cái cây đa nó lớn như vậy, anh cất ở đâu anh phải nhớ chứ. Anh nhớ mà, anh nhớ là anh cất ở chỗ này mà, sao kỳ vậy ta? Đến lên tìm lại lần nữa coi. Tìm kỹ lại coi anh. Trời ơi, chết rồi vợ ơi. Hả? Chết rồi vợ ơi. Mất hết rồi vợ ơi, mất hết chân bạc rồi vợ ơi, trời ơi, chết rồi. Thôi anh nín đi. Hay là anh lấy cái số bạc đó, anh đi ăn chơi cờ bạc, rồi bây giờ anh kêu tôi ra đây, anh dựng lên cái chuyện mà mất mát để cho tôi tin đúng không? Trời ơi, vợ cũng biết rồi đó, từ đó giờ anh đâu có ăn chơi rượu chè, gái gú đâu, trời ơi, chết rồi, mất hết 120 lạng bạc rồi. Bà con của bác ơi, bà con của bác, trời ơi, tôi mất hết bạc rồi nè, bà con của bác ơi, trời ơi, trời ơi. Chị Sáu, chị Sáu, chị Sáu, tôi mới biết tôi để bạc đây rồi đâu mất tiêu rồi. Vậy chính, vậy chính, tôi để bạc đây nè, 120 lạng bạc đây giờ mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, ủa anh mười em ơi, tôi để bạc đây giờ đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, mạng sống của tôi. Trời ơi. chuyện gì với ba? Chuyện gì mà la um sùm vậy ba? Bảy nè, mất hết rồi. Mất cái gì? Mất hết bạc rồi, 120 lạng bạc mất hết trơn rồi. Trời ơi, say sẩm mặt mày. Trời ơi, tại sao vậy ba? Bảy này, tại sao vậy? Mày đã nói ba rồi, công sức của mình làm ra rồi, phải biết gìn giữ chứ. Tại sao không biết gìn giữ vậy hả ba?
không biết lo gì hết trơn, không biết chữ gì hết trơn, là đồ chồng hư, chồng hư, chồng hư, chồng hư, chồng hư. Ủa, chị là vợ lớn của anh hả? Còn chị là nhỏ của anh đó hả? Vô duyên, hàng xóm. Mày. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Hai người có thấy làm quá không? Đến nỗi hàng xóm còn tưởng hai người là vợ chồng đó. Tôi là vợ chính thức đứng đây, không nói một lời nào hết. Chị xin lỗi em, tại vì chị thương nó quá. Rồi bây giờ bạn mất rồi sao? Dần sao ai, dần? Ai xúi ai chỉ anh như vậy? Hả? 7 triệu á. Tiền bạc á là vật bất đi thân. Mình đem rõ từ 7 tầm 3. Tôi dặn rồi, không được đem về nhà. Nhà cũng không an toàn, vợ cũng không tin tưởng. Vậy mà. Cái gì? À, thì ra từ đầu đến đuôi cái vụ này là do chị xúi bảo chồng tôi cất giấu vàng bạc ở đây đúng không? Chứ chồng tôi nào giờ tánh tình ảnh lương thiện hiền lành. Chị làm gì chị coi đường hả chị Bảy? Bảy dặn nó cất người chứ đâu Bảy đâu dặn chôn cây đa đâu. Tại nó nghe. Bây giờ chị tính nó... sao với tôi đi? Bảy lỡ nhiều chuyện thôi Bảy, để Bảy chuộc lỗi ha. Để Bảy suy nghĩ thử coi. Chuộc lỗi bằng cách nào? Hả? Bây giờ vàng bạc người ta mất hết trơn rồi đó. Rồi vợ chồng người ta xích mít như vậy đó. Chị vừa lòng chưa? À, Bảy nhớ rồi. Ở trên làng trên mình có ông Quang. Ông Quang Nguyễn rất là thông minh nha, mà thanh liêm chính trực nữa. Hãy trong làng trong xóm mình ai mất của mất cả gì lên kiện là tìm ra được hết đó. Đúng rồi, mình đi kiện đi. Đúng rồi, phải đi kiện mới được. Kiện ai? Kiện bà. Hả? Gì kiện tôi? Thì do bà kêu tôi đi giấu vàng cho bạn mới bị mất á, không kiện bà chứ kiện ai? Ba ơi là ba, bà chỉ muốn tốt cho ba, thấy không? Muốn ba cất cái chỗ kín đáo, ai mượn ba đem ra ngoài này làm chi hả? Rồi mất giờ đổ thừa tôi, thấy không? Kiện đi, kiện cây đa. Hả? Kiện cây đa? Anh có khùng không? Cây đa là vật vô tri vô giác. Anh kiện nó có ăn được nói được không? Kiện tầm bậy tầm bạ, quan đè ra đánh, tiền mất tật mang. Thôi bây giờ nè, tôi nói một lời nè, ha. Giữa bảy và vợ ba, nghe ý kiến của ai? Bảy lúc nào cũng là tri kỷ của ba. Vậy ha, vậy thì mình đi kiện cây đa. Nguyên đơn nói. Dạ, con bẩm quan, con bẩm quan suy xét giùm con. Dạ, chuyện làng dày. Dạ, 3 tháng trước á, con có chia tay vợ con với lại Bảy để mà lấy hết tất cả số bạc của nhà để lên trên kinh thành để mà mua đồ bán đi bán lại để làm ăn. Rồi sau 3 tháng á, thì con mới kiếm được 120 lạng bạc. Con về tới đây á, con gặp Bảy để mà nói cho Bảy nghe. Bảy mừng lắm. Rồi Bảy mới nói với con là cái số bạc đó không có nên đem về nhà, tại ở nhà đang có chuyện xảy ra mà vợ con á thì cũng không có tin tưởng được, nên là khi đi đường con mới thấy vậy á, con mới đem 120 lạng bạc con giấu ở cây đa. Rồi con về con nói với vợ con, sáng hôm sau con quay lại thì mất hết 120 lạng bạc rồi. Quan ơi, Quan ơi, Quan suy xét giùm con. Quan ơi, anh nín đi, anh ồn ào quá. Vợ ở nhà anh không tin tưởng, anh đi tin tưởng người dân. Nghe lời Bảy, 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 Bảy. Cái gì cũng Bảy đó. Bây giờ mất hết 120 lạng bạc rồi đó. Anh thấy sáng mắt anh chưa? Bảy đâu? Bảy đâu? Dạ anh biết. Bảy, 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 Bảy hoài à. Sĩ. Dạ. Bảy là ai? Dạ. Dạ em là Bảy. Bảy là gì? Dạ Bảy là... Dạ Bảy là em. Mà em là... gì? Ý Quang nói là... em là dì của ba phải không? Ủa? Dạ. Hàng xóm. Hàng xóm. Dạ. Vậy hàng xóm có liên quan gì tới cái vụ án này? Dạ có chứ Quang. Chuyện là vậy. Cách đây 3 tháng trước, cũng vào mùa lá rụng, ba lên kinh để mà buôn bán. Và khi 3 tháng sau, cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thì ba đã trở về. Trở về với hình hài nguyên vẹn. Dạ. Trước khi trên đường về nhà, ba có ghé tạt ngang quán của em. Ba khấp khởi vui mừng vì ba đã buôn bán lời được 120 lượng bạc. Dạ, 120 lạng bạc. Em đã chứng mắt trông thấy ba không bao giờ nói dối, không bao giờ điêu ngoa. Ta hiểu rồi. Vậy có nghĩa là 120 lạng bạc mà nguyên đơn nói dạ là có. Dạ, chứ dạ, không phải nói dạ, dối. Có thật, có dạ thật, có thiệt là... Quang à, có thiệt. Vậy hãy nghe ta hỏi. Dạ.
cái cây đa này. Dạ. Khi ngươi gửi túi bạc đó. Dạ. Có ai làm chứng không? Dạ. Dạ quan ơi, quan cũng biết rồi đó. Lúc mà mình giấu tiền, giấu bạc hay giấu vàng á, đâu có dám cho ai biết đâu. Con chỉ lại đây á, khi con đi ngang thì con tin tưởng cây đa này là cây đa linh thiêng nhất của làng mình, nên là con mới gửi số bạc ở đây. Hồi cái sáng mai con ra lại mất tiêu cái số bạc của con rồi. Quan ơi suy xét giùm con, quan suy xét giùm con. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cây đa nó nuốt đó quan à. Không có người làm chứng. Dạ. Thì sao khi công nó mất? Vì ngươi có kể cái chuyện này cho ai nghe không? Dạ, dạ, dạ có quan. Ai? Dạ vợ con. Dạ con về con có kể cho vợ con nghe. Dạ hai vợ chồng con biết. Vợ có Nguyên Đơn. Dạ. Nguyên Đơn nói vậy có đúng không? Dạ đúng quan. Dạ hôm đó chồng con về. Ừ. Rồi đêm nằm hai vợ chồng có thủ thỉ là chồng làm ăn khấm khá, được tới 120 lạng bạc, nhưng mà không có đem về nhà. Giữa đường á, anh chồng con ảnh nói là có ghé ngang gốc đa này nè. Dạ. Ảnh giấu ở đây. Rồi tự dưng sáng hôm sau ảnh khoe con, ảnh dẫn con ra đây để lấy số bạc lại, nhưng mà kiếm hoài không thấy quan à. Dạ đúng rồi quan. Dạ quan suy xét giùm con. Quan ơi. Dạ. Hai người có thấy đêm hôm đó đó, ở nhà của mình đó, có cái gì đó khác lạ không? Hả? À, dạ, dạ, dạ không. Dạ không quan ơi. Ý ta nói là nhà ngươi đó, có người nào lạ không? Có kẻ thứ ba không? Dạ không. Nhà không bao giờ có người thứ ba quan. Có quan. Có ai vậy chồng? Có người thứ ba, có. Ai? Dạ, ai vậy? Dạ, ai? Con chó. Con chó đâu có tính. Dạ tại quan không biết đâu. Con nuôi con chó này từ nhỏ đến lớn nó khôn lắm. Khi mà con đi xa về á là nó chạy ở đầu làng nó đón con rồi. Rồi nó khôn lắm quan ơi. Mỗi khi mà nó gặp người lạ nó sủa, mà nó gặp người quen là nó mừng lắm quan. Dạ con chó nó khôn lắm. Ủa chị có tính không quan? Người lạ thì sủa. Dạ. Người quen thì mừng. Dạ đúng rồi quan, nó khôn lắm. Dạ. Dạ. Tóm lại trong vụ án này, Bảy là người duy nhất chứng kiến Nguyên Đơn có 120 lạng bạc. Dạ đúng rồi. Dạ. Ta hiểu rồi. Lính đâu? Dạ. Dạ. Đánh 50 heo. Ý trời ơi, trời ơi. Quan ơi, trời ơi, quan cho con quá. Con chỉ là người chứng kiến thấy 120 lượng, tôi con đâu có lấy. Tự nhiên quan đánh em vậy. Lính. Dạ. Ta có gửi đánh người đâu? Mới nói tôi thị nè. Đánh kỳ đa. Trời ơi, chó nó cũng nói cái gì. Đánh gì có chứ con chó. Ở không quá. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Hai cái thằng lính này. Tụi bay tưởng tao nói chơi hả? Quên. Dạ. Ôi, quấn kìa kìa. Trời ơi. Quấn nhẹ xìu làm sao nó khai được? Quấn mạnh vô. Thiệt là mạnh. Ôi, quá đau quá, quá ơi, đau quá. Trời ơi, nói kìa đá, biết nói, nói kìa đá nổi luôn. Đẹp quá ha. Tiếp nữa. Ôi da, đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá. Thôi. Rồi con kiểu gai, đau quá rồi. Bây giờ khai đi. Thôi. Dạ, 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 đưa quan. Quan ức của con quá. Nhưng mà ở chỗ này đông quá trời của đất không tiện. Quan chịu khó, quan bước gần con nói nhỏ nhỏ thôi. Tại sao lại phải nói nhỏ? Nói lớn quá tên trộm đủ nó nghe nó chạy mất tiêu sao? Có lý hả? Được rồi. Cảm ơn sự hợp tác của Kida. Dạ hay quá quan ơi. Ai lấy gì quan? Thưa bà con. Dạ. Ta đã biết thủ phạm của vụ án này là ai rồi. Dạ dạ quan anh. Ôi Minh quan. Dạ dạ. Nhưng chưa tiện nói. Nguyên Đơn hãy nghe đây. Dạ 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 bẩm quan con nghe. Bây giờ ngươi hãy về nhà nấu vài mâm cỗ thiệt là hoành tráng để đãi dân làng. Trời ơi quan ơi, quan suy xét giùm con quan ơi, vợ chồng con nghèo vốn liếng mất hết trơn rồi, bây giờ con lấy tiền bạc đâu ra mà con đãi mâm cỗ đó quan ơi. Yên tâm dùm... yên tâm, Bảy tài trợ. Cảm ơn Bảy. Thôi được rồi,
Vậy thì ngươi hãy về chuẩn bị tổ chức dài mâm cỗ nghe chưa? Dạ. Còn bà con nhất định phải tới cho đông đủ, không được ai vắng mặt nghe chưa? Dạ. 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 Còn ông này, ông còn đứng đây làm chi vậy ông? Nè, ba ông đi luôn. Lẹ lên. Mọi người đi hết rồi, chui ra đi cha nội. Chui ra đi ông. Dạ. Thì làm gì gãy tùm lum vậy? Dạ, ba ông kêu con đứng ở trong cái gốc cây đa kiến không à. Trời ơi, hai biểu chui mà không có lựa chỗ. Lựa cho được, dạ bẩm quan, con đã làm theo ý quan nói. Ừ. Con làm vậy rồi con nói đúng vậy, quan có hài lòng không? Quá tốt. Ngươi lòng tiếng rất là chuẩn. Vì là tập 1 coi như chúng ta đã hoàn thành. Dạ. Bây giờ tới tập 2 bắt kẻ trộm. Trời ơi, đừng có đi gần cho nó cắn đó. Yeah. Ngồi đây đi em. Đây đây, đi này nè, đi cùng tôi. Cậu chừng đừng đi gần nó cắn. Ủa, ngộ ha. Cái gì vậy? Con này sao quen. Ờ, không có sủa. Mà nó còn mừng nữa chứ. Lên lên. Dạ. Bắt hai lại. Dạ. Nè. Nè, bố tôi ra. Bố tôi ra làm gì bắt tôi? Bố tôi ra coi. Bố tôi ra coi. Ngươi chính là thủ phạm. Nè, ông được chủ quan cho tôi nha. Thả tôi ra coi. Thả tôi ra coi. Đừng có lợi dụng chức quyền nha. Bố tôi ra coi. Bố ra coi. Bố ra coi. Tất cả hãy nghe đây. Tên xã trưởng chính là thủ phạm của vụ án này. Hắn đã qua lại lâu nay với người đàn bà này. Bằng chứng là con chó nuôi ở trong nhà. Nó sủa với tất cả những ai đến đây dự tiệc, chỉ trừ một mình hắn ta. Điều đó chứng minh con chó đã quen hơi với hắn từ bấy lâu nay. Quang nói quá đúng. Quang biết không, con chó này nó giữ thí mồ tổ vậy. Mỗi lần mà tôi qua tôi giao bánh uống nha, nó rượt nó chạy, tôi chạy gần chết luôn vậy đó. Ừ. Nhưng mà trái lại đối với cái tên này, nó không sủa mà nó còn mưng nữa. Đó, hung lìa vậy đó ha. Chứng tỏ là đến nhà nhiều lần lắm cho nên nó quen mặt tôi nè. Trời ơi. Trật tự, bà con hãy trật tự. Vào cái đêm mà Nguyên Đơn đã bất ngờ trở về nhà, xã trưởng nó không hề hay biết, nên hắn vẫn đến đây như thường xuyên. Và con chó vì đã quen hơi hắn nên nó không sủa. Cho nên hai vợ chồng bàn chuyện ở bên trong, hắn ở bên ngoài đã nghe hết tất cả. Và ngay trong đêm đó, hắn đã chạy ra gốc cây đa lấy mất túi bạc. Chính hắn là thủ phạm. Quá đáng. Còn chối nữa không hả? Tư tình với vợ người ta, đã vậy còn là lấy của người ta nữa, có phải tụi nó là ăn cướp không? Ơi mình ơi mình, tại sao vậy mình? Tôi lên kinh thành để mà tôi làm ăn, về lấy tiền lo cho mình, sửa sang nhà cửa, mua quần áo đẹp cho mình. Tại sao mình đối xử với tôi như vậy? Bảy nói mà không tin. Trật tự. Xã trưởng, bây giờ ngươi có chịu nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng hay không? Hay là đợi ta tra khảo lúc đó mới nhận tội? Hả? Dạ, quan ơi, để con khai. Dạ, con thú thiệt với quan, xin quan tha tội cho con. Chính con là người lấy số bạc đó đó. Con hứa với quan. Con hứa với quan, hứa với bà con sẽ gửi lại tất cả, không thiếu một lạng bạc nào. Chẳng qua là buổi tối đó con vô, con nghe được chuyện của hai người nói chuyện, xong rồi cái con nổi máu tham lên, nên con mới lấy cắp. Xin quan tha tội cho con đi quan. Quan ơi,
con xin quan, con là đàn bà ngu muội, con biết con sai rồi. Một phút nông nổi mà con nghe lời sằng bậy của tên xã trưởng này, quan ơi quan tha mạng cho con nha quan. Chồng ơi, em biết lỗi của em rồi, em ngu muội quá chồng, chồng tha lỗi cho em nha chồng. Bà con ơi, bà con tha tội cho tôi nha bà con. Bà con ơi. Vụ quán đến đây coi như kết thúc. Lính đâu? Dạ. Cầm cổ hai tên này, đưa về quyển đường chờ xét xử.